chứ, cái này phải bổ sung theo cái lịch của bác sĩ kê á, phù hợp với mẹ bầu nè, rồi phù hợp với cái thể trạng của mình nữa. Ví dụ như mình một số mẹ bầu sẽ thiếu một số vài cái vitamin khác nhau với mẹ bầu khác, thì mình cũng phải tuân theo cái chỉ định, cái hướng dẫn của bác sĩ. Thì những cái vitamin đó thì thường là nhà thuốc bệnh viện có, nhưng mà ở trong đó bây giờ đông lắm, như nãy chị khám chị thấy đông lắm, thì chị bầu chị chờ không nổi cho nên là chị định đi ra nhà thuốc chị mua luôn, nhà thuốc Long Châu mua luôn cho nó nhanh, mà mình đi nó khỏe nữa, không có đông người nó khỏe nữa. Hãy lựa chọn những đơn vị uy tín để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Quý vị hoàn toàn có thể ghé chuỗi hệ thống nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Đơn vị luôn sẵn sàng cung ứng thuốc theo đơn bệnh viện với giá niêm yết rõ ràng. Kính chúc quý vị có một mùa Tết khỏe mạnh và như ý. Xin kính chào tạm biệt.